Nhưng bạn thắng một tác phẩm. Đôi khi chưa hiểu nó thế nào thì không nói, thì đã biết về cây rồi thì mọi người cứ thấy như này thì tương lai rất nhiều là phần thắng về bạn Hồ Thắng. Cảm ơn. Giao lưu giữa bạn Quốc Anh và bạn Hồ Thắng ở Nghệ An nhé các bạn ơi, cả nhà ơi. Đây, hai bạn của tôi. Rồi. Chúc mừng bạn Hồ Thắng. Nào được rồi. Nào chúc mừng một cái nữa ơi. Cái okay, phôi. Bạn sẽ là người được nhiều về sau này ở trên này. Và không biết được bao nhiêu thì thực sự là cuộc chơi chúng ta còn mỗi người còn cách tạo hình rồi về xử lý ra sao như thế nào thì còn phải ở kỹ thuật mỗi người. Vâng. Nếu bạn tin tưởng ở tôi, bạn Thiệp thì sẽ làm đẹp nhất cho nó có thể. Đúng. Ok. Ông chia sẻ cả nhà cái phôi này chắc nhiều người nhận ra. Đây chính là cái phôi mà thời điểm bạn Quốc Anh giao lưu nhà anh Chí Thường Tín tại cái thời điểm mà anh Toàn Đô La chuyển nhượng cái thụ lâm Bồng Thạch đấy ạ. Nếu mọi người mà xem cái clip đấy thì biết nhận ngay ra cái phôi này. Đấy, lúc đấy là cái cuộc đàm phán đối với cái phôi này là quá là căng thẳng luôn. Vòng ra vòng vào không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng anh Chí vẫn phải nhường. Không uống được rượu đấy. Không uống được rượu đấy. Chưa xong thì không uống, không ăn, không uống đấy. Đấy. Hôm nay thì cái phôi này lại có duyên về về bạn Hồ Thắng Nghệ An. Đấy. Cả nhà cho cái vỗ tay nhá. Cái cho như thế nào. Tuyệt vời quá. Anh Hồ An nhà vào để làm lại cái tay nào để bonsai đinh vượng review nào. À là tuyệt vời. Chủ nhân cũ và tặng chủ nhân mới. Quốc Anh ơi, quá đông anh em chứng kiến. Bắt tay cái để anh em cùng chứng kiến để cho cái phong trào nó phát triển rầm rộ và đi lên. Lại nhiều người chưa nhìn thấy. Lại nhiều người chưa nhìn thấy. Nhiều lần chứng kiến. À, tuyệt vời. Màu xanh cực già tuyệt đẹp. Mang cả tình bạn đấy, cả kinh tế. Nhưng mà trong cái này thì có cái gì đó của cái kinh tế thì nó cái đấy là nó phải đam mê bể đá. Đúng rồi, lúc đấy là cái bể đá. Sau này thì cho về thay để nuôi. Bây giờ nó cũng thay đổi nhiều lắm. Đấy nó khô. Rồi sau nuôi bây giờ nó nở nó chảy. Đúng rồi. Đấy ví dụ bán thông cây này bảo bạn ơi cái bể này của khách của người ta mà không có đâu, của bạn Thắng rồi. Đấy. Nó bể nó phải theo cây như thế. Ừ, ok. Còn trừ khi mà trước khi hô giá vào cái cây này là không có bể anh ơi, anh như nào đó thì chúng ta sẽ công nhận cái việc đó là đúng. Còn nếu mà đã hô mà không nói gì thì nữa bao gồm là phải cộng cả tiền bể vào thôi. Đúng như vậy. Vâng, đấy có phương nguyên tắc là như vậy. Chính xác ạ. Cái bể đá thôi. Cái bể đá thôi. Đây, lại cái bắt tay tuyệt vời. Giá trị không nhỏ nha quý vị, nhưng mà sẽ không công khai giá. Cảm ơn đã theo dõi.